thần tài khẳng định ba con giáp vét cạn lộc trời, tiền về tới tấp, cực giàu đúng 3 ngày tới. Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi con giáp may mắn ngày hôm nay. Kính chúc quý vị anh chị tháng mới nhiều may mắn, tài lộc bùng nổ và thành công viên mãn. Quý vị anh chị và các bạn thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau, tuy cùng năm sinh nhưng số phận của các con giáp cũng sẽ khác nhau. Có người thời trẻ vất vả nhưng về hậu vận lại an nhàn, hưởng phúc, nhưng cũng có người có cả bạc tỷ nhưng lại vất vả lận đận ở đường tình duyên và sức khỏe. Người xưa có câu, đức năng thắng số, ý chỉ rằng chúng ta sinh ra đã được định đoạt số mệnh sẵn, như sinh ra là con trai hay con gái, trong hoàn cảnh gia đình giàu có hay nhà nông, nhưng trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta chăm chỉ, tích đức hành thiện, luôn sống theo chân, thiện, nhẫn là sống chân thật, sống chân thành, suy nghĩ thiện là luôn nghĩ cho người khác, lợi người, lợi mình và không hại chúng sinh. Còn nhẫn là những người luôn biết nhẫn với chính mình, với con đường làm giàu. Họ không có vội làm giàu nhanh, thành sớm, mà họ kiên trì, miệt mài học tập để có trí tuệ, có đạo đức và có nghị lực vượt khó, vượt khổ. Vậy nên, cuộc đời của họ sẽ là nghèo thì lâu, chứ giàu lại rất nhanh. Trong số 12 con giáp, sẽ có 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, cơ hội đến là nắm bắt và đổi vận, thoát cơn nợ nần, giàu có vô địch thiên hạ. Vậy, 3 con giáp may mắn đó là những con giáp nào? Liệu rằng bạn có may mắn thuộc một trong 3 con giáp may mắn ấy hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi luận giải ngay sau đây. Thần tài khẳng định 3 con giáp vét cạn lục trời, tiền về tới tấp cực giàu, đúng 3 ngày tới. Thưa quý vị, người xưa có câu, tính cách làm nên số phận. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng nhờ tính cách tuyệt vời trời ban mà cuộc sống gặp nhiều may mắn, quý nhân luôn vây quanh để phụ trợ những lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong cuộc sống này, có những người biết đối nhân xử thế, biết người biết ta mà trăm trận trăm thắng. Họ tâm niệm rằng, cuộc sống này phải biết cho đi thì mới mong nhận lại những thứ mình muốn. Nhờ vậy mà cuộc đời của họ sẽ luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bởi họ không bao giờ tiếc với ai điều gì, nên cũng được mọi người xung quanh yêu thương, tình cảm được đền đáp xứng đáng, cuộc đời thăng hoa, cả tình lẫn tiền. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Thân. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Thân được dự báo sẽ là một trong những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới. Dù có thách thức xuất hiện, thì đó cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế dù gặp chuyện gì cũng đừng đầu hàng nghịch cảnh. Trong công việc, sự khôn khéo và sáng suốt của bản mệnh sẽ trở thành nguồn động lực thúc đẩy bạn vượt qua mọi giới hạn và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhờ đưa ra những quyết định chính xác và quan trọng, bạn còn có lợi thế dẫn đầu. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thể hiện bản thân. Theo lời tiên tri của các bậc thầy tử vi, khuyên con giáp này đừng ngần ngại nhận thêm công việc hoặc nhiệm vụ khó. Những màn thể hiện xuất sắc của bạn sẽ là cơ hội để cấp trên ghi nhận và sẵn sàng dành cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, trao cho bạn nấc thang để thăng tiến. Với người làm kinh tế, tuần này cũng là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn kết hợp đồng, mở rộng làm ăn với đối tác. Một số người cũng nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư, tiết kiệm trước đó. Nhờ vậy mà bạn chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc nhiều. Xem tổng quan tử vi tuổi Thân trong năm Giáp Thìn 2024 cũng chỉ ra rằng năm nay sẽ là năm mà con giáp này bứt phá, vượt mọi rào cản để đến với sự giàu sang phú quý, với mối quan hệ tam hợp trong năm, đồng thời lại vẫn phải chịu tám tai của năm thứ ba. Giáp Thìn 2024 được nhận định sẽ là một năm có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có một số thách thức rất lớn mà bản mệnh cần lưu ý. Những chú khỉ có thể sẽ ghi nhớ năm 2024 thật lâu trong suốt cuộc đời, vì đó là năm mà bản mệnh có nhiều thay đổi về mọi mặt. Bạn sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, không chỉ ở mức độ tình cảm, mà còn cả về mặt sự nghiệp cá nhân. Năm này, bản mệnh sẽ trở nên năng động và tự tin hơn rất nhiều. Cả các cơ hội lẫn thách thức đều sẽ đến, khỉ sẽ cần phải bước đi thật cẩn thận. Bạn nên tập trung vào các điểm mạnh của mình và phát huy chúng. Những tài năng bẩm sinh được tận dụng sẽ tạo nên lợi thế cho bản thân con giáp này. Tuổi Thân sẽ phải đối mặt với một số trở ngại trong nghề nghiệp, nhưng sự siêng năng trung thực, chăm chỉ và quyết tâm sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó. Trong môi trường làm việc, con giáp này nên tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với đồng nghiệp và sếp của mình để tận dụng những cơ hội tăng trưởng và phát triển. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang tới nhiều cơ hội thuận lợi cho những ai vẫn đang theo học và tham gia một số khóa bồi dưỡng. Những người luôn tập trung và chăm chỉ sẽ đạt được những kết quả tốt. Một số bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên,
có cơ hội du học, đỗ đạt điểm cao. Tài chính có thăng cũng có trầm, tiền kiếm được không ít, nhưng đồng thời cũng có nhiều việc phải sử dụng tiền. Điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quản lý tài chính tốt hơn. Năm nay, tránh chi tiêu bừa bãi và cả những khoản đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thay vào đó, bạn nên tập trung hơn vào việc tiết kiệm, đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng dài hạn. Sau khi đã nghiên cứu thị trường cẩn trọng, nếu vẫn cảm thấy hoang mang, bạn cũng nên tìm kiếm sự hướng dẫn của chuyên gia trước khi đổ tiền đầu tư. Những người đang có mối quan hệ yêu đương sẽ có cơ hội trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân yêu trong năm nay. Mối quan hệ giữa hai bạn sẽ ngày càng bền chặt hơn. Ngoài ra, bạn có thể có một chuyến du lịch lãng mạn vào tháng 7, tháng 8, tháng 9. Sau đây là một vài lưu ý cho con giáp tuổi Thân, một con giáp đã phải trải qua nhiều sóng gió, vấp ngã, đã trải, thành ít bại nhiều. Vậy nên, chấp nhận sự thua luôn là một điều khó làm. Chấp nhận rằng mình đã mất, chấp nhận rằng mình kém cõi, chấp nhận rằng mình chủ quan không đủ kiến thức, hay chấp nhận rằng do mình lười biếng, hành vi chỉnh mãng, ít người dám thừa nhận rằng sự thua của bản thân mình, nên chúng ta đổi tại đời, chúng ta đổ tại người, chúng ta đổ tại số, chúng ta trách vận mệnh thiên thời, chúng ta oán ma xui quỷ khiến nhằm khỏa lấp cái ý tưởng rằng ta giận chính bản thân mình đã đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn để cuộc đời ta vào những hoàn cảnh chông gai. Nhưng thực ra, trên con đường làm lại, hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù bạn ở tuổi 30, 40 hay 50, thì việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có, là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu muốn thật sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai. Nên, lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ, dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính bạn là người đã quyết định cuộc đời mình, sướng thì bạn hưởng, khổ, thua thì đừng đổ tại ai ngoài mình. Bạn bị ai đó lợi dụng sự tin tưởng, lừa đảo về vật chất, đấy là do bạn không đề phòng. Bạn bị ai đó lợi dụng tình cảm, phụ bạc và phụ lòng, đấy là trong mắt nhìn người của bạn chưa chuẩn xác, do bạn bỏ qua cái giác quan thứ 6 mà trời ban không dùng vào. Bạn làm ăn thua lỗ, đầu tư không lợi nhuận, đấy là do bạn chưa đủ giỏi, kế hoạch của bạn chưa đủ chuẩn, bạn cứ loanh quanh một chỗ, không bứt phá được vòng luẩn quẩn, cũng là do trí bạn chưa đủ lớn, chăm bạn chưa đủ nhiều, nghị lực bạn chưa đủ phi thường để kỷ luật và gò ép bản thân. Lắm lúc, sau khi tự vấn, quy lỗi lầm về chính mình như tiên trách kỷ, hậu trách nhân, bạn sẽ thấy lý do mình thua trong đời, nó rõ ràng và mạch lạc lắm thay. Bản thân ta là nguyên nhân khiến ta thua, thì chính bản thân ta cũng là nguồn cơn cho sự thắng. Nếu bạn còn muốn chiến, còn muốn đấu, còn muốn bắt đầu, còn muốn khởi nghiệp, hay có một cuộc nhân sinh tạm toàn với trách nhiệm đang phải gánh, thì hãy ngồi lại, ngẫm lại cuộc hành trình bạn đã trải qua, xem mình sai bao phần, mình kém bao chỗ, rồi sau đó khắc phục nó mà lại bước vào cuộc chinh chiến dài kỳ. Vì giờ là lúc cuộc đời bạn chuẩn bị bước vào những ngã rẽ quan trọng nhất trong cái trung vận này, là thành hay bại, là được hay mất, là rực rỡ hay ảm đạm, là cười thật nhiều hay là nuối tiếc thật nhiều. Chính là ở cái đoạn quan trọng này của nhân sinh, và mong bạn nhớ rằng ta thua cuộc nhưng chưa từng bỏ cuộc, chỉ cần ta không bỏ cuộc thì mọi thứ nhất định sẽ ổn thỏa mà thôi. Tử vi chi tiết từng tuổi Thân. Tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Xem tử vi tuổi Mậu Thân trong 3 ngày tới cho thấy, công việc của bản mệnh dần đi vào guồng ổn định. Tuần này, bán mệnh kinh doanh bán hàng với số lượng lớn, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị, tài vận hanh thông, tiền vào như thác đổ. Tất nhiên, đi kèm với việc có nhiều lợi nhuận bỏ túi, thì Mậu Thân cũng tất bật, vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo câu chuyện. Trong suốt tháng 4 dương lịch, tương ứng cuối tháng 2 âm lịch, còn chấp này được chính tài cát thần hỗ trợ mạnh mẽ và xuyên suốt. Xem tử vi, đặc biệt trong tuần này, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 4 dương lịch, bản mệnh có cơ hội để người làm công ăn lương khẳng định năng lực, khả năng đề xuất tăng lương được chấp thuận rất cao. Bạn hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm trước lãnh đạo. Ngoài ra, một số con giáp còn đòi được khoản cho vay tưởng chừng như không thể thu hồi lại được trước đó. Cứ thế, bạn có khoảng dư trông thấy, việc chi tiêu cũng thoải mái hơn trước khá nhiều. Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Theo dự ngôn mới nhất, trong 3 ngày tới con giáp tuổi Canh Thân mang cho mình tinh thần hứng khởi, làm việc hăng hái, có việc thu được khá nhiều thành quả tốt đẹp, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh. Tuần này đều hứa hẹn những trải nghiệm thú vị trong công việc và vấn đề tài chính, cũng theo đó vận khí ngày càng hanh thông, mưu cầu đại sự dễ thành, tất nhiên, tài lộc cũng theo hướng đó mà dần khởi vượng. Được quý nhân tam hợp trợ mệnh, nên Canh Thân sẽ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để theo đuổi mục tiêu và kế hoạch của mình. Chính vì thế mà tài chính của bạn cũng sẽ tăng đáng kể trong tuần này. Vì thế,
nếu thấy việc ký kết hợp đồng thành công, giao dịch buôn bán lớn, suôn sẻ, cũng không có gì quá bất ngờ. Có thể coi đây là thời điểm mà tuổi Canh Thân gần như sở hữu trong tay cả ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quan trọng là bạn có hạ quyết tâm để theo đuổi mục tiêu tới cùng hay không thôi. Một khi đã có phương hướng và mục tiêu rõ ràng thì không gì là không thể. Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, có thể nói đây là thời điểm mà người tuổi Nhâm Thân rất may mắn. Con giáp này không chỉ may mắn cả về tình và tiền. Theo các thầy tử vi nhận định, dưới sự trợ lực của chính tài hỗ trợ mạnh mẽ, thiên đức mang tới vận quý nhân vượng, những chú khỉ kiếm phong kim đã không quyết làm thì thôi, quyết làm rồi, việc gì cũng thành công vượt trội, đề xuất tăng lương hay mức thưởng, mức hoa hồng trong tuần là điều hiển nhiên. Thậm chí, bạn không chủ động đề xuất, lãnh đạo cũng cân nhắc và tăng lương để kích lệ tinh thần phấn đấu của bạn. Thế mới nói, tuần này, Nhâm Thân cũng rất dễ được thần tài gõ cửa, tiền về túi như thác đổ. Có điều, nhiều tiền trong tay đôi khi lại gây cho bạn khá nhiều phiền toái. Nếu có ai đó đề nghị vay mượn tiền bạc, hãy tìm lý cho hợp lý để từ chối khéo nhé. Con giáp này vốn hào phóng, thích chia sẻ, tuy nhiên nên chọn mặt gửi vàng, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Con giáp may mắn thứ hai, xin chúc mừng người tuổi Tý. Theo tử vi phương Đông, bước vào tuần đầu tiên của tháng 4 dương lịch, vận trình của người tuổi Tý có hung có cát, nhưng với bản lĩnh của mình, tuổi này đều có thể thuận lợi thoát khỏi tình trạng khó khăn và giành được những phần thưởng xứng đáng. Thời điểm đầu tuần, bản mệnh có thể được cấp trên giao cho nhiều việc quan trọng. Với tinh thần dũng cảm và can đảm, Tý sẵn lòng đối mặt với thách thức và khó khăn. Sự kiên nhẫn và quyết đoán giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà nảy sinh cảm giác kiêu ngạo, coi thường người khác, từ đó lại lơ là công việc, rồi dễ mất những sai lầm không đáng có. Hãy cứ làm việc chăm chỉ và khiêm tốn, bạn sẽ đi đúng hướng để bước tới thành công. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm đầu tuần, có lẽ trải qua nhiều khó khăn, bạn đã tìm ra được thế mạnh của mình và phát triển đúng định hướng. Do đó, hãy dũng cảm làm những gì mình cho là đúng, dù vất vả nhưng bạn sẽ được trả công xứng đáng. Tổ quan vận mệnh tuổi Tý trong năm 2024. Bước vào năm Giáp Thìn 2024, nhờ mối quan hệ tam hợp, con chấp này có thể phát triển mạnh mẽ cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Chính năm 2024 còn là năm cuối hạn tam tai, xui xẻo để giảm bớt, con giáp này sẽ cảm thấy phấn khởi và có động lực mạnh mẽ trong năm 2024 này. Theo tử vi tuổi Tý năm 2024, bản mệnh sẽ đạt được các kết quả khiến bản thân hài lòng bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và sau đó làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Những nỗ lực, sự kiên nhẫn và siêng năng của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hiệu suất công việc của bạn sẽ rất xuất sắc và có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Từ đó, mức lương của bạn cũng sẽ được cải thiện, tăng cường thêm cho bạn cả sự tự tin. Những kết quả này sẽ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của các bạn trong 4 đến 5 năm qua, đánh dấu sự đơm hoa kết trái của một chu kỳ quan trọng. Hơn nữa, cuộc sống gia đình sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui về mặt tinh thần, các mối quan hệ công việc hay trong làm ăn cũng được mở mang, mang tới những cơ hội mới. Đặc biệt, đối với những người tuổi Tý chưa kết hôn, chuyển vọng về một mối quan hệ nghiêm túc đang đến gắt gần. Tử vi năm 2024 của 12 con giáp đánh giá năm 2024 là năm có nhiều cơ hội lớn đối với người tuổi Tý. Nếu bạn có thể nỗ lực bền bỉ để củng cố vị trí hiện tại và tận dụng những cơ hội sắp tới, bạn sẽ vừa đạt được tiến bộ đáng kể, vừa phát huy được khả năng của mình hơn nữa. Trong năm 2024, hãy cân nhắc tham gia các khóa học chuyên ngành để nâng cao kỹ năng, chuyên môn của bạn. Hãy ưu tiên việc học của bạn vì những kiến thức mới sẽ rất hữu ích cho chặng đường sắp tới của bạn. Và khoảng cuối, năm bạn có thể gặp phải một số sóng gió và thử thách trong môi trường nghề nghiệp của mình. Vì vậy, không nên khuấy động mọi thứ quá nhiều. Hãy tập trung vào việc củng cố vị trí của bạn trong công ty và giữ vững sự tự tin của bạn. Khi đó, bạn sẽ có thể đứng vững kiên cường trước mọi thử thách ập đến với mình. Năm nay cũng hứa hẹn những lợi ích tài chính, đặc biệt là vì các khoản tiết kiệm cho tương lai tăng lên khá đáng kể. Đây là điều khiến những chú chuột rất vui mừng trong năm nay. Thu nhập sẽ tăng trưởng đáng kể, trong khi các khoản chi phí khiến bạn đau đầu trước đó dường như sẽ giảm xuống như một phép màu. Năm 2024 là một năm đặc biệt để tiết kiệm và tham gia nhiều loại hình đầu tư khác nhau. Điều quan trọng là bạn phải ưu tiên tiết kiệm hơn chi tiêu. Nếu bạn cam kết thực hiện điều này trong suốt cả 12 tháng, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của mình. Điều đáng nói là con giáp này cũng sẽ sở hữu sự nhạy bén về tài chính và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn để cải thiện tình hình kinh tế của mình. Tất cả những gì cần thiết là lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, mặc dù thu nhập tăng lên sẽ làm giảm bớt một số nỗi lo, nhưng người tuổi Tý vẫn cần phải quản lý chi tiêu của mình cẩn thận,
chi tiêu quá mức có thể khiến tài khí khó tụ, thậm chí có thể gây phá tài. Vì vậy, sẽ là điều khôn ngoan nếu bạn giảm thiểu được chi tiêu cá nhân. Lưu ý rằng, tháng 2 và tháng 4 âm lịch là những tháng thuận lợi cho các kế hoạch kiếm tiền và làm giàu của Tý. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong khoảng thời gian này, tiền sẽ chảy về túi của bạn dễ dàng hơn và bạn sẽ có được vô số cơ hội tăng tiếng về mặt tài chính. Trong suốt năm 2024, tuổi Tý sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Quý nhân của bạn cũng có thể là người ngay bên cạnh bạn, nên nếu có ý tưởng mới, bạn nên tham khảo ý kiến của người thân trước khi thực hiện, vì bạn có thể hưởng lợi từ những đề xuất của họ. Ngoài ra, người tuổi Tý cũng nên tránh làm việc quá sức thường xuyên vì tự gây áp lực hay đầu óc căng thẳng có thể khiến sức khỏe sa sút khá nhanh, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn. Nhìn chung, năm Rồng là thời điểm lý tưởng để Tý xây dựng các mối quan hệ mới, đặc biệt là tìm kiếm đối tác làm ăn phù hợp với lý tưởng và tham vọng của bản thân. Tử vi chi tiết từng tuổi Tý. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Theo tử vi mới nhất cho thấy, con giáp tuổi Canh Tý có thể sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn vào thời điểm đầu tuần khi lãnh đạo thiếu tin tưởng bạn, đồng nghiệp tìm cách vượt qua bạn. Tuy nhiên, chỉ cần con giáp này kiên định với định hướng của mình, bạn sẽ chứng minh được giá trị bản thân vào thời điểm cuối tuần. Phương diện tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Điều này chứng tỏ bạn càng phải tiếp tục cố gắng trong thời gian dài hơn nữa mới mong thấy kết quả. Hãy tự cổ vũ bản thân, kiên trì và quyết tâm hơn trong công việc. Sao dịch mã chiếu mệnh cũng là dấu hiệu chứng tỏ tuần này, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển, buôn ba khá nhiều, vì thế bạn không ngại gian khổ nhất thời. Phương diện tình cảm khá ảm đạm khi vợ chồng bạn có thể hiểu nhầm nhau trong một việc nào đó. Thay vì việc giữ im lặng, chờ người kia xuống nước trước, thì bạn nên chủ động trò chuyện, tìm cách tháo gỡ vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Theo dự ngôn của thầy phong thủy, công việc 3 ngày tới của Nhâm Tý có thể sẽ không mấy thuận lợi. Lúc này bạn cần hạ cái tôi của mình xuống, hạn chế mao thưởng với đồng nghiệp cũng như lãnh đạo, chớ tìm cách hạ thấp quan điểm của người khác, nâng cao quan điểm cá nhân. Phương diện tài chính có chút ít khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, nhưng chưa đáng kể, có thể hướng đi của bạn chưa thực sự chính xác, chưa đúng với năng lực của bạn. Vì vậy, hãy bình tĩnh để tìm ra gốc rễ vấn đề và có cách khắc phục sớm nhất. Trong phương diện tình cảm, sao Thái Dương chiếu mạnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Chỉ cần bạn mong muốn đến với ai, thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bạn biến mình thành người chăn hoa, đứng núi này trông núi nọ. Trong gia đình, vợ chồng nên biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử đúng đắn hơn. Đừng bắt người ấy phải chiều theo mọi mong muốn của mình. Lối hành xử áp đặt có thể khiến nửa kia dằn mệt mỏi. Tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Hung cát đan xen trong vận trình sự nghiệp của người trời Giáp Tý trong tháng này, bạn nên chú ý hơn trong cách cư xử với đồng nghiệp, đừng kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời người khác. Đặc biệt, trong các công việc nhóm thì cần lắng nghe và hợp tác nhiều hơn nếu muốn kiếm tiền về đầy túi. Bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ làm ăn, kinh doanh của mình. Bạn cũng đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình và thử sức trong lĩnh vực mới mẻ hơn. Trong khoảng thời gian này, hung tinh thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác hoặc du lịch. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Phương diện tình cảm có chút ít khởi sắc vào cuối tuần, nhưng chưa đáng kể. Vợ chồng bạn có gì chưa hài lòng về nhau thì nên nói thẳng ra, chớ bằng mặt không bằng lòng, khiến quan hệ dần xa cách. Con giáp may mắn thứ 3, xin chúc mừng tuổi Dần. Vận khí của người tuổi Dần chưa có đột phá rõ ràng trong tuần này, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm chủ tình hình và chuyển nguy thành an, đón nhiều may mắn bất ngờ. Phương diện tài chính có chút ít khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, bạn nên nắm bắt chắc cơ hội để triển khai các kế hoạch đã có chuẩn bị từ trước, đặc biệt là với người làm đầu tư và kinh doanh, để lợi nhuận được đảm bảo. Tuy nhiên, trong công việc, bạn được nhắc nhở cần hạ cái tôi của mình xuống, hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng như lãnh đạo, chứ tìm cách hạ thấp quan điểm người khác, nâng cao quan điểm cá nhân. Tất cả những sai sót này đều có thể phá hủy may mắn và thành tựu mà bạn tích lũy bấy lâu. Trên phương diện tình cảm, cát tinh che chở giúp người độc thân có nhân duyên khá tốt. Chỉ cần bạn mong muốn đến với ai, thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bạn biến mình thành người trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Tổng quan vận mệnh tuổi Dần năm 2024, trước nghịch sâu thuận, hãy chú ý nắm bắt. Theo tử vi năm 2024 của con giáp tuổi Dần,
thời gian đầu năm 2024 sẽ ít có cơ hội phát triển cho con giáp này. Mọi thứ giữ ở mức bình ổn đã được coi là may mắn. Bản mệnh thường phải tự lực cánh sinh trong mọi việc. Tử vi tuổi Dần trong năm 2024 cho biết, con giáp này sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong mọi khía cạnh của cuộc sống, dù là về công việc, gia đình hay các mối quan hệ tình cảm. Năng lượng của rồng vào năm 2024 chỉ mang đến những biến động khó lường. Người tuổi Dần sẽ phải chật vật đưa ra những lựa chọn khó khăn và tự tìm động lực để tận dụng những cơ hội phía trước. Năm 2024 được chia làm hai phần, nửa đầu năm được đánh dấu bằng những thách thức và khó khăn. Đối với người tuổi Dần, bạn sẽ cảm thấy áp lực khi phải giải quyết những vấn đề đã gây áp lực cho bản thân từ trước đó. Đây là giai đoạn mà bạn sẽ phải vật lộn để đạt được những kết quả như bản thân mong muốn. Nhưng những nỗ lực bền bỉ và những trở ngại khó khăn sẽ càng làm nổi bật những kết quả này. Cũng trong khoảng thời gian này, tuổi Dần sẽ cảm thấy thiếu sự kết nối tình cảm và sẽ dành phần lớn thời gian cho các kế hoạch công việc cá nhân, dần dà bỏ bê mối quan hệ với nữ kia. Dù vậy, bất chấp những khó khăn gặp phải trong nửa đầu năm 2024, tuổi Dần sẽ không bị đánh bại và sẽ bắt đầu có sự chuyển mình trong nửa cuối năm. Giai đoạn này mang đến cơ hội chuyển hóa tích cực cho người tuổi Dần, cơ hội tìm lại sự cân bằng về tinh thần và cảm xúc mà bạn mong muốn. Năm nay, đề cao sự sáng tạo, bạn càng tự mày mò nghiên cứu, càng dễ tìm ra con đường phù hợp với bản thân, thích nghi linh hoạt với hoàn cảnh cụ thể trong năm Giáp Thìn. Điều này có nghĩa là những người tuổi Dần tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến văn học, sáng tạo, viết lách hoặc truyền cảm hứng sẽ có cơ hội lớn để tỏa sáng và tìm kiếm cơ hội việc làm mới vào năm 2024. Về tài chính, những người tuổi Dần có thể không gặp nhiều may mắn về tiền bạc vào năm 2024. Những người có thu nhập cố định có thể không thấy mức tăng nào đáng kể. Nhưng những người có nguồn thu nhập thay đổi như kinh doanh, giao dịch hoặc đầu tư sẽ có tiềm năng tăng trưởng tài chính tốt hơn. Dù vậy, bạn vẫn nên quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan. Bản mệnh bắt đầu hiểu cảm xúc của mình hơn và nỗ lực để đạt được ước mơ mà mình đã ấp ủ. Đây là khoảng thời gian để khám phá bản thân, giải tỏa những hỗn loạn bên trong và gieo mầm cho một tương lai tươi sáng hơn trong tâm hồn bạn. Mặc dù những quyết định chống vánh của bạn có thể tạo ra xích mích trong mối quan hệ với những người xung quanh, nhưng những thay đổi này không hẳn là tiêu cực. Nó phản ánh quá trình phát triển và mong muốn xây dựng tương lai của bạn thông qua những giá trị và khát vọng của bạn. Vì vậy, bất chấp những thách thức và thay đổi phức tạp trong quá khứ, năm 2024 mang tới hy vọng rằng tuổi Dần sẽ tìm thấy sự bình yên nội tâm và bước trên con đường mang lại cho bạn sự hài lòng và viên mãn. Đôi lời tâm sự cùng tuổi Dần để bứt phá trong năm 2024. Trong cuộc sống, chúng ta cũng hiểu được rằng những kẻ mạnh mẽ chịu đựng sự cô độc khi đêm về, cười bình thản mỗi khi ngày mới rạng. Họ chỉ kể một nửa câu chuyện của mình với thế giới xung quanh và chẳng nói gì với cha mẹ để thăng sinh phụ mẫu không phải lo lắng phiền lòng. Những kẻ mạnh mẽ hiểu rằng yếu ớt sẽ không đổi lại được giúp đỡ. Thế gian này sẽ không quan tâm đến tâm lý của bạn cho đến thời điểm bạn thể hiện sự giận dữ và uất ức ra ngoài, để rồi khi đó họ lại nhìn ta như kẻ xấu. Chỉ biết đến bản thân, yếu đuối không đổi lấy được sự thương hại hay đồng cảm, có chăng chỉ là sự khinh bỉ mà thôi. Những kẻ mạnh mẽ mặc định rằng cười lên và nói rằng tôi ổn, vì thế giới này chẳng có một người thật sự quan tâm, chẳng chờ đợi gì từ người nào khác cả, vì cuối con đường cũng chỉ còn lại chính ta với bản ngã đồng hành. Ở đời không ai muốn phải trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó là điều ta cần phải làm trong những giai đoạn sóng gió nhất của nhân sinh. Ngày mai, khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu, tất cả chúng ta lại phải chiến đấu và đối diện với những suy tư của chính mình. Có thể lúc này đây, hay khuya đêm nay, sẽ không có ai ở bên cạnh bạn cả, nên chỉ biết nhắn nhủ rằng mong bạn an ổn. Nếu bạn đọc được những dòng vu vơ này, bạn sao không biết mình mạnh mẽ đến thế nào? Cho đến thời điểm trở nên kiên cường là lựa chọn duy nhất mà bạn có. Bạn có điều muốn thực hiện, vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, hơi thở của sự u sầu, cứ hít vào rồi thở ra, trả lại cho vũ trụ bao la bạn ạ. Điều bạn cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang vỡ vụn ra của chính bạn, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của bạn, nhưng bạn sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui, chứ bạn không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhân không quan tâm đến bạn, còn mình thì có, nên mình mong bạn, một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi, sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé bạn của tôi ơi, cho đáng những tháng ngày bạn đã bền lòng, bền chí, vững dạ kiên tâm, mọi chuyện đòi sẽ qua thôi. Tiếp theo sẽ là tử vi chi tiết từng tuổi Dần. Tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Theo dự ngôn mới nhất, trong 3 ngày tới, may mắn cũng sẽ tìm đến đúng lúc với con giáp tuổi Nhâm Dần.
xua tan rất nhiều khó khăn và vất vả trước đó. Đầu tuần sẽ có một vài thách thức, nhưng nếu bạn có thể động viên mình cố gắng, thì thách thức nào cũng có thể vượt qua, thậm chí bạn còn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên, khẳng định được vị thế của mình. Sự xuất hiện của Cát Tinh cũng sẽ là một lời cổ vũ với bản mệnh trong tuần này, đặc biệt là với những ai đang kinh doanh, buôn bán. Chỉ cần bạn quyết tâm làm việc, thì không việc gì có thể làm khó được bạn, thậm chí bạn tìm được cơ hội để chuyển bại thành thắng. Đồng thời, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đoàn kết trong môi trường làm việc, hợp tác sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển tốt hơn cho con giáp này. Tình hình tài chính tuy chưa có nhiều biến động, nhưng cứ làm việc chăm chỉ thì lợi nhuận sớm muộn gì cũng tăng lên. Những ai làm người tự do có thể nhận được khoản thù lao vào đầu tuần, người làm công ăn lương, muốn cải thiện thu nhập thì cần dành thời gian cho việc làm thêm. Tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Có thể nói rằng, 3 ngày tới là thời điểm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Giáp Dần. Bạn nên nhân cơ hội này để thể hiện bản thân, nhận thêm công việc hoặc nhiệm vụ khó. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, trao cho bạn nấc thang để thăng tiến. Với người làm kinh tế, 3 ngày tới cũng là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng làm ăn với đối tác. Một số người cũng nhận được khoản lợi lãi từ những mối đầu tư, tiết kiệm trước đó. Nhờ vậy mà bạn chi tiêu thoải mái, không phải cân nhắc nhiều. Hơn nữa, Cát Tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế, dù gặp chuyện gì cũng đừng đầu hàng nghịch cảnh. Phương diện tình cảm có nhiều khởi sắc khi bạn chủ động hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Nhờ bày tỏ với người đó, bạn biết đối phương cũng có cảm xúc tương tự dành cho mình, hai người có thể bước vào một mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Xem tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, con giáp này càng học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, không nên khăn khăn với quan điểm của mình. Nếu bạn thay đổi được cấp độ đánh giá vấn đề, bạn cũng sẽ tìm được phương án giải quyết đơn giản hơn. Chuyện làm ăn có khởi sắc vào đầu tuần, song bạn đừng nên vì thế mà chủ quan. Kẻ xấu có thể đang chờ bạn lơ là để tìm cách hãm hại bạn. Tốt nhất bạn hãy tập trung trong mọi việc, kể cả trong những việc đã quen tay. Sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên, bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không thì dù có rủng rỉnh đến mấy, dần dần bạn sẽ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm, lúc lên bồng lúc xuống trầm, chủ yếu là bởi cảm xúc của bạn thay đổi quá nhanh chóng. Có gì khó chịu bạn không nên giữ trong lòng, mà hãy chia sẻ với nữ kia. Đối phương luôn sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi chuyện. Thưa quý vị, số mệnh của một người có tốt hay không, một phần là do thiên định, nhưng phần lớn là có thể dựa vào tu tâm dưỡng tính mà thay đổi. Vậy, thế nào là tu tâm dưỡng tính? Chúng ta cần thực hiện ra sao? Cái gọi là tu tâm dưỡng tính chủ yếu là tu dưỡng chính cái tâm của mình, bởi vì tính cách, tính khí của mọi người có ảnh hưởng rất lớn đối với vận mệnh. Là một người tốt, tất nhiên sẽ không thể tránh hết mọi trắc trở, nhưng là luôn có thể hóa giải hết mọi khó khăn, sóng gió. Đặc biệt, người có 7 phẩm chất dưới đây không những tốt số, phúc lớn mà còn có thể giúp thay đổi được vận mệnh. 1. Chủ động nhận sai. Người phạm sai lầm thường không chịu nhận sai mà hay đẩy sang người khác, luôn cho rằng mình đúng, nhưng hành động đó mới chính là sai lầm. Đối tượng nhận sai có thể là cha mẹ, bạn bè, người quen trong xã hội, thậm chí là con cái hoặc là người không tốt với ta. Việc nhận sai này đối với người trong cuộc mà nói cũng không hề mất thứ gì, ngược lại cho thấy sự độ lượng, thấu tình đạt lý của bản thân. 2. Tính tình ôn hòa. Hàm răng người thì cứng, nhưng lưỡi thì lại mềm. Con người tuổi tác càng lớn, răng đều rụng sạch, chỉ có lưỡi là vẫn tồn tại cùng năm tháng. Cho nên đời người, nếu muốn lâu dài, tâm thái nên mềm mỏng, tính tình cứng nhắc chỉ nhận lấy thiệt thòi. Hơn nữa, một trái tim nhu hòa, cuộc sống mới có thể ngày càng vui vẻ, bền lâu. 3. Người biết nhẫn nại. Thế gian này chuyện không như ý chiếm đến 8-9 phần, rất nhiều lúc chỉ cần có thể nhẫn nhịn một chút, lui về phía sau một bước, sẽ thấy gió im sóng lặng, biển rộng trời cao. Nhẫn có thể giải quyết rất nhiều chuyện không như ý, có thể làm cho tình huống bớt nghiêm trọng hơn, có thể dùng năng lực và trí tuệ để biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hiểu được nhẫn mới có thể nhìn thấy rõ thật giả, thiện ác, thị vi của thế gian cũng sẽ không mất đi khả năng phán đoán bởi vì hấp tấp. 4. Giỏi giao tiếp. Người không biết giao tiếp với người khác dễ sinh ra tranh chấp, hiểu lầm thị phi. Người giỏi giao tiếp thường dễ dàng thấu hiểu, thông cảm và giúp đỡ người khác, bớt đi tranh chấp,
công việc cũng sẽ thuận lợi hơn, hiệu suất và khả năng thành công cũng cao hơn. 5. Biết cách buông bỏ. Cuộc sống luôn có rất nhiều thứ cần mang theo, vào lúc cần, dĩ nhiên sẽ dùng tới, nhưng có những thứ không cần nữa, sao không thử buông bỏ chúng đi, lúc bạn cần buông xuống, lại cứ tiếc nuối không nở, trong lòng như luôn có tảng đá đè nặng, không thể tự do tự tại. Cuộc đời của con người là hữu hạn, nếu hiểu được biết buông đúng lúc, học cách nhận sai, tôn trọng, bao dung, mới có thể được bầu trời rộng lớn hơn. 6. Biết cảm ơn. Nhìn thấy chuyện vui của người khác, nên thấy vui vẻ cho đối phương, gặp được người tốt hoặc may mắn cũng nên biết cảm ơn. Giữa con người với nhau, nếu thường xuyên mang một trái tim biết ơn, tự khắc mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi, nhân duyên càng ngày càng tốt đẹp. 7. Biết trân quý chính mình. Sức khỏe chính là vốn quý, lời này quả thật vô cùng sâu sắc đối với người già hay người bệnh. Một người chỉ cần cơ thể khỏe mạnh sẽ không khiến cho người thân, bạn bè lo lắng. Nếu chỉ biết làm việc đến mệt mỏi, bỏ qua sức khỏe, như vậy lúc này kiếm tiền nhiều cũng chỉ để dành mua thuốc men về sau. Cuộc sống như vậy chẳng phải quá lãng phí rồi sao? Quý vị thân mến, trên đây là bài chia sẻ top 3 con giáp may mắn được lộc trời cho, đổi vận đổi đời, giàu có nhất vùng thiên hạ. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận trình của mình, rồi từ đó quý vị sẽ đạt được thành công rực rỡ. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự hanh thông. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.